Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ thực hiện món mì hải sản với lại thịt bò ha. Thì ở đây là tất cả những nguyên liệu mà mình chuẩn bị đây. Đây là hải sản của mình thì gồm có bạch tuộc, một ít nghêu, tôm. Đây, đây là thịt ba chỉ bò Mỹ, xúc xích, rồi nấm kim châm, mì. Ở đây mình có một cây hành bơ rô và kim chi. Bây giờ nước đã sôi rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái gói gia vị trong mì ha. Mình sẽ cho gói rau và gói muối vô. Sôi nó mở camera. Rồi mình cho gói muối và gói rau trong cái mì hồi nãy của mình ấy. Sau đó mình sẽ cho hải sản vô nè. Đầu tiên là cho bạch tuộc vô, hai em bạch tuộc xinh xinh bơi trong nồi lẩu, nồi nước. Mình sẽ cho nghêu vô nha, một vài chú nghêu cho nó ngọt nước nè. Đây, hồi nãy mình nấu nước mì mình cho hơi nhiều nước, không nghĩ là cho đồ ăn vô thì nó sẽ đầy như vậy. Rồi cho tôm vô luôn. Rồi. Giờ mình đợi hải sản sôi lên nha. Rồi bây giờ hải sản của chúng ta nó đã sôi nè, tôm đỏ au thấy ngon chưa? Bây giờ mình sẽ cho thịt bò với xúc xích vô nha. Trời ơi, tô mì này thật, cái nồi mì này hấp dẫn lắm luôn á. Rồi cho vô.
đang chín rồi này, hấp dẫn quá. Giờ mình cho mì vô nha. Rồi, cho mì vô. Trời ơi, nó tràn phè rồi, chết rồi. Hôm nay nấu một nồi mì siêu to khổng lồ nha mọi người. Rồi cho nấm với lại cho bơ rô vô luôn đi. Cho nấm vô. Nấm kim châm. Chết rồi, ứ hự rồi. Rồi cho hành bơ rô vô luôn. Đấy, bây giờ phải nén nó xuống nè. Nén nén cái nấm nấm nó xuống ra nó không chín được. Xin chào các bạn. Hôm nay chị em tụi mình sẽ ăn một nồi mì cay, lộn mì mì hải sản với lại thịt bò siêu to khổng lồ nha mọi người. Thấy không? Hấp dẫn quá. Bây giờ tụi mình ăn thôi nha. Giờ mọi người ăn chung với tụi mình nha. Ở trong đây là hôm bây giờ mình sẽ ăn mì trước không nó nát nha. Ở trong đây thì như là mình đã giới thiệu với mọi người rồi đó. Có hải sản nè, có thịt bò, có xúc xích, có nấm. Hôm nay ăn xương xương vậy thôi nha. Ăn mì đi chứ không nó nhẵn lắm. Mình sẽ chấm với lại nước mắm ớt và ăn kèm kim chi. Lấy mì trước nha, tại vì nó nở là ăn không ngon nữa đâu. Mình không có ăn mì Hàn Quốc tại vì mì Hàn Quốc nhanh ngán lắm mọi người. Mời mọi người ăn chung nha. Ngon. Cái này không phải là nồi mì nữa mà là chảo mì siêu to khổng lồ. Nóng quá. Hay là ta chỉ bò Mỹ nha mọi người. Chấm vô nước mắm ớt. Ngon. Ăn im vui vậy. Ăn kèm một chút kim chi. Là kim chi, mình uống kim chi gói á. Ăn kim chi ngon. Chua chua. Nấm mình rất là thích ăn nấm kim châm luôn. Chấm với mắm ớt. Lâu lâu ăn mì đã quá. Mì nó sắp vô. Mình rất thích ăn cái loại mì này. Tại vì cái nước súp nó ngon lắm. Với lại hồi nãy tụi mình có cho một ít nghêu vô. Vậy giờ cái nước súp nó rất là ngọt luôn.
Chờ bạn ở đây cô. Nêu nó đâu rồi? Đây. Nêu nó lặng ngập ở dưới. Cái gì đừng bỏ nghe. Thịt ba chỉ bò Mỹ á, ăn nó vừa nạc vừa mỡ là béo lần và ngon, nó mềm lắm. Mà ăn một miếng ớt. Xúc xích. Kim chi mà ăn chung với mì rất là hợp luôn, nó chua chua mà nó hòa quyện với mì ăn ngon.